Vô vô đây đây. Nó bốn đủ hết trên bò cái đó nè. Đó, bánh cây đồ đó, nói chung là cây gì có gì nó cũng bốn được hết. Nó bốn chết chứ có con nó bốn chết chứ. Trong trường thì rồi mình dễ được chứ còn ngồi cây là không có. Có con rồi nó dễ thì mình rỉ ra. Con rồi mới ro thì nó ro mà nó ro thì mình lấy đồ mình đập. Nữa. Cái gì như nước còn lấp nụ thì đi lấp nái. Mà cái này luôn có bụi mấy chứ không có luôn ngày được. Bụi là người nam 60 ký. Anh ấy làm mua có hơn 1,5 ký cái nước. Con nước mà ấy là mà đi một buổi là 150 ngàn, có người nhiều nhiều là 200 ngàn. Để mỏ lắm đó. Mình đi về có đồ, có bùn cái đồ đó mỏ. Ở đó còn có hầu gặp hạ mà nó chát quá thì cái hầu cũng đụng tay, đất cũng lóng đủ đó. Tay cứ tắt thôi. Ngày xưa, xưa thì nó nhiều quá thì mình đi lượm không cũng được, thì đã hết rồi. Ít quá rồi. Nên bốn người trong mấy cây nên mình phải đem đường đục đi tới. Muốn được ăn xe tăng ngon.